Xin chào các em, chúng ta tiếp tục với bài toán mã số ID là 018 Bài toán này vẫn là bài toán mà thầy minh họa cho phần liên quan đến phần ghép ST Thế thì ghép ST chúng ta xử lý như thế nào? Chúng ta ghép muối và ghép ancol để ra kết quả ST Thế thì việc đầu tiên là chúng ta phải tìm muối Việc thứ hai là phải tìm ra ancol Và việc thứ ba là kem ghép vào là xong cái bài toán này là bài toán như vậy Bài toán này rất nhiều cái người ta cho các em Để các em có thể loại nghiệm Thứ nhất là các em có Số mol bon của Y Lớn hơn Z này đó Bài toán này cho là ancol này no rồi này Ok Rồi Như vậy chúng ta xử lý luôn Việc thứ nhất là thầy quy đổi luôn Hai este đó đều cắt được thành COO Và CH2 đó, đốt cháy lên kết quả thầy có CO2 của thầy người ta cho sẵn rồi. Các em chia ra là bằng 0,91. Và nước của em là 0,68. Vậy bảo toàn hiro, các em có thằng này là 0,68. Bảo toàn carbon, các em trừ đi. 0,91 trừ 0,68 bằng 0,23. Tiếp tục thực hiện phản ứng với NaOH thì người ta thu được cái gì đây? Ancol ba ancol này của thầy là no. Vì thế thầy có thể cắt được thành CH2 nước tách ra từ các ancol và ở đây thầy có là oxy oxy này được cắt ra từ ancol có thể là hai chiếc hoặc ba chiếc ở đây có thể là hai chiếc rồi. Đấy. Nếu đơn chiếc thì chúng ta bỏ oxy đi. Ở đây thầy tổng quát không biết đơn hay đa đó thầy cứ cho là oxy nếu như là đơn thì oxy bằng không muối các em ở đây khu vực f của thầy gồm có cả cái gì nữa ba chất rắn thì chắc chắn là có H, dư rồi ở chất vô cơ còn hai chất còn lại của thầy phải là muối muối lại thầy không biết chứ biết đơn hay đa đó đơn hay đa ở đây thầy có là gì nữa à đốt cháy lên thì chỉ thu được CO2 à không thuộc CO2 chỉ thu được là nước và Na2CO3 mà thôi nghĩa là gì nghĩa là cái CO2 của thầy đốt cháy muối sinh ra nó phản ứng vừa, vừa đủ với NaOH dư ở đây này để tạo ra Na2CO3 vừa đủ số mol bon Na2CO3 các em tính được ngay 0,63 nước của thầy là 0,83 đó. Ở đây không có CO2 là lý do là bởi vì CO2 sinh ra phản ứng vừa đủ với kiềm. Bây giờ các em phải xử lý từng phần một Đầu tiên là các em xử lý muối trước Muối của thầy ở đây sẽ gồm có Các em cắt COONA ra Thì số mol bon bằng 0,23 NaOH của thầy ở đây là F không phải muối Ở đây là dàn F nhé Đó, Dàn F cũng cả NaOH cả muối nữa NaOH của thầy dư Đó, Nào NaOH dư không tính Bỏ qua Đấy Tiếp theo cái gì nữa C và H2 các em cắt nó ra. Thì kết quả thầy có như sau. NaOH của thầy ở đây phản ứng là 0,23. Và NaOH dư các em phải tính được hoặc không tính cả sao cả. Tính thì các em bảo toàn natri thôi. Carbon các em bảo toàn carbon. Các em có là 0,63, 0,63. Carbon nằm ở trong Na2CO3 trừ carbon nằm ở trong cái muối này CONa vậy là 0,4 bảo toàn hydro bảo toàn hydro thì thầy có hydro trong muối của thầy sẽ bằng các em lấy bằng tổng hydro hydro trong muối của thầy ở đây bảo toàn là 0,83 luôn 0,83 hydro của thầy là 0,83 trừ đi hydro nằm trong NaOH dư à vẫn phải tính hydro trong NaOH rồi Vậy NaOH của thầy đây số mol của thầy sẽ bằng là 0,63 x 2 trừ đi 0,23 bằng 1,03. Thầy bảo toàn hidro lấy 0,83 trừ đi 0 1,03 chia 2. Kết quả hidro ở đây của thầy còn lại 0,83 này trừ đi 1,03 chia 2. Kết quả bằng 0,315 mol. Đó như vậy xử lý xong phần liên quan đến dán ép bây giờ các em tiến hành tìm công thức tìm công thức chúng ta tìm như thế nào à thì các em chú ý thầy rất quan trọng chỗ này người ta nói rằng là biết rằng liên kết pi ở trong mỗi muối mỗi mỗi muối đó đều không lớn hơn hai tức là chỉ có thể bằng được hai là tối đa mà thôi đó vì thế mà khẳng định luôn hai muối này của thầy là đây là đơn chức cả đó hai muối là đơn chức và một muối no và một muối không no đó thầy có là muối R1COONa và R2COONa à, lý do vì sao thầy lại khẳng định được điều đó tại sao lại khẳng định được rằng là một muối no và một muối không no và thứ hai là tại sao lại là đều là đơn chức à, lý do các bạn chú ý thầy như sau bởi vì ngay từ đầu đề thi đã cho các em là nó có một lối đôi CC Một lối đôi CC Thế nếu như ăn cung của thầy no hết rồi Tức là không có chứa lối đôi nữa rồi Thì bắt buộc trong muối phải chứa nối đôi CC Đó Chứa lối đôi CC Thế thì ở đây thầy có là gì Ở cái ST đầu tiên là este đơn trước Thì nghiễm nhiên là thu được muối đơn rồi Muối này là muối đơn trước rồi Đó Cái phần thứ hai của thầy là ST2 chức ST2 trước cũng có chứa một liên kết đôi CC. Như vậy, bắt buộc trong nó phải có một thằng no, một thằng đói thì mới đảm bảo rằng nó có chứa một đôi đôi CC được. Tức thằng này phải no này. Thằng này phải đói này, đã có một pi đó. Pi bằng 1 ở gốc. Đây là pi ở gốc nhé. Còn pi ở gốc bằng 0, thằng no. Thì các em mới đảm bảo rằng cái ST2 trước của nó có một lối đôi nối đôi CC. Còn nếu không mà cả hai thằng đều có pi bằng 2 thì nó có hai lối đôi, ít nhất hai lối đôi mất. Đó, do đó là sai. Đấy cái khó nhất chỗ này. Đấy, sau khi mà kết luận được như này rồi, thì bây giờ thầy sẽ tìm ra số mol của nó rất dễ dàng thôi. Bây giờ thầy tìm ra số pi. Số pi của thầy như sau. Thầy dùng quan hệ mol, CO 2 vào nước. Bởi vì cả thầy có cái này của thầy pi ở gốc bằng 1 pi ở gốc là thầy pi ở gốc bằng không thì ghi pi gốc nhá, bằng không. Vậy thầy sẽ làm công việc là thầy chuyển thành chuyển natri giống với hiro vậy kết quả thầy sẽ có rằng c của thầy là 0,4 hiro của thầy ở gốc cộng thêm của natri nữa vào thì bằng 0,315 cộng với 0,23 chia 2 đó sau đó đốt cháy lên thì các em sẽ có số mol nước và số mol CO2 thì nước lớn hơn CO2 và nước trừ CO2 thì chính bằng số mol của một pi này à không pi này đó các em sẽ có luôn nước trừ CO2 thì có là 0,315 cộng 0,23 chia 2 bằng 0,43 0,43 mà trừ đi 0,4 Vậy thằng này bằng 0,03 mol Tổng CO là 0,23 Vậy thằng này là 0,2 mol Đó Tiếp theo tiến hành Xếp hình cho C Đó, biện luận cho C đó Thì các em đã tìm ra được hai công thức hai công thức Của muối Mũi thứ nhất là HCOONA 0,03 Mũi thứ hai là C2H3 COONA là 0,2 Thế còn cái việc mà xếp hình hay biện luận cho C như thế nào Thì phần này thầy không nói nữa Nhá, Chúng ta có tổng số mon này. Số mon từng thằng một này Chúng ta có tổng C rồi này Như vậy các em hoàn toàn có thể là tìm ra được C của nó tương ứng Ok Bây giờ tiến hành xử lý đến ancol An của thầy Thầy quy đổi thành CH2 H2 và oxy Thầy tìm được các số mol tương ứng Đầu tiên là thầy tìm ra CH2 trước Bảo toàn C Lấy C 0,91 tổng trừ đi C trong muối C trong muối của thầy ở đây Tổng C trong muối cộng vào Đó 0,63 Thì các em ra CH2 của thầy Trong ancol bằng 0, Các em có 0,28 mol hydro và oxy thì uh, thầy có hydro của thầy thầy dùng bảo toàn à, đây xin lỗi đây là nước cắt ra nước tại sao thầy cắt ra nước bởi vì thầy muốn tìm ra cái cái oxy thừa ra này là oxy của ancol hai chức thế nước của thầy thầy sẽ bảo toàn uh, cái gì đây bảo toàn hydro đi đó bảo toàn hydro thầy tìm được nước của thầy là 0,2 mol kem lấy tổng hydro là 0,68 cộng với hydro trong nam hát phản ứng là 0,23 trừ đi hero ở trong muối hero trong muối đây và sau đó kem chia cho hai thì ra nước ở đây trừ hero đây nữa nhé nhớ trừ hero trong ch 2 nữa thì ra nước ở đây là 0,2 như vậy 0,2 thì suy ra tổng số mon của ancol là 0,2 đó hero nước đây chính là tổng số mon ancol oxy là của thầy thầy sử dụng để tìm ra oxy thì thầy sử dụng bảo toàn cái gì đây À, bảo toàn nguyên tố oxy đi đó bảo toàn oxy xem được không ở đây thầy có là oxy của thầy ở trong ancol oxy chưa biết À, oxy chưa biết thì vậy tìm ra oxy oxy tìm bằng cách nào à, các em để ý thầy như sau cái COO của thầy luôn luôn bằng với OH và bằng 0, 23 Vì thế cái OH của thầy là 0,23 Thầy bảo toàn OC Lấy 0,23 trừ đi 0,2 Vậy bằng 0,03 Điều đó suy ra cái ancol 2 chức Để ký hiệu là ROH 2 lần của thầy Chính là bằng 0,03 mol Đó Bây giờ là công cuộc các em tìm kiếm Tìm kiếm ancol Thầy có 3 ancol của thầy Ba ancol có dạng thứ nhất là thầy có ancol thứ nhất là C2H6O2 số mol là 0,03. Ở đây thầy sử dụng đó là Cmin đó và ancol thứ hai của thầy là đơn chức. Ancol thứ hai nữa cũng là đơn chức thầy cho min hết luôn và tổng là 0,17 mol bởi vì tổng ancol là 0,2 mol. Thằng này 0 03 rồi, vậy hai ancol này có thể là 0,17. Khi đó thì thầy sẽ có delta C min. delta CH2 của thầy bằng tổng C trừ C min. thì các em có là CH 2 thầy tính ra bằng 0,05 luôn. Các em lấy tổng C là 0,28 trừ đi 0,03 nhân 2 trừ 0,17 nhân với 1 bởi vì hai này đều cho là 1 C cả thì đúng bằng 0,05. 0,05 thì có rất nhiều cách để ghép vào thì kết quả thầy có cách ghép như sau vậy cái rượu số 1 là CH3OH rượu số 2 là C2H5OH tức là hơn một nhóm CH2 và số mol là 0,05 và đây sẽ bằng là 0,12 mol đó thế nếu một số bạn bảo thưa thầy thầy ghép theo kiểu khác được không à được nhưng nó sẽ bị loại lý do tại sao loại nếu như các em mà ghép cái rượu này của thầy không phải là C2H5 mà là C3H7 đi. OH tức là có hai nhóm CH2 thừa ra thì số mol là 0,025. Thì nó vi phạm một điều là 0,025 mol này của thầy nó lại nhỏ hơn số mol của rượu ETA hai chức đó. Người ta bảo rằng là số mol của Y lớn hơn số mol của Z, tức là số mol của Z là số mol hai chức đó phải là nhỏ nhất. Vì thế không thể là có trường hợp xảy ra được. Vậy kết quả nó chỉ thừa ra một nhóm CH2 mà thôi thì rượu đó phải là rượu C2 đó rất hay chỗ này sau khi tìm được ba rượu rồi kem tiến hành ghép rượu với lại muối vào thì kết quả thầy có este cần tìm sẽ là đó gồm thứ nhất là kem ghép cái đa chức trước đa chức là 0,03 mol 0,03 mol như vậy mà lại đảm bảo có một đối đôi cc như vậy kết quả là thầy có luôn là c2h6 HCOO Lối với C2H4 lối với lại OOC C2H3 và số mol của thầy là bằng 0,03 mol. ST còn lại của thầy sẽ là à gốc hết gốc CHCO rồi đến C2H3 COO CH3 và set 3 của thầy ở đây có số mol là 0,12. Vậy các em sẽ có đây là 0,12. Este thứ ba là C2H3COO C2H5. c 5 của thầy là tổng là 0,05. Vậy sẽ là 0,05. Các em kiểm tra xem, các em lấy 0, 12 cộng 0,05 là 0,17 cộng thêm 0,03 nữa. Vậy cái muối này của thầy đúng đảm bảo không tổng tổng là 0,2. Đây, muối này là 0,2 này. Đó Như vậy các em tìm ra đây là Z Thầy có gì nữa X và Y X và Y ở đây xem nó là cái nào Ở đây thầy có là X và Y đều là ETE đơn chức Và người ta hỏi là MXY lớn hơn MX Như vậy đây là Y Đó đây là Y Và đây của thầy là X gì Và các em tính phần trăm ra Thì các em sẽ tính được tương ứng với nó c 2 h 3 c 2 h 5 Các em tìm ra được đáp án của thầy ở đây phần trăm về khối lượng là đáp án d một cái bài thầy đã phân tích rất tỉ mỉ rất là hay để các bạn nhìn nhận thế nào được gọi là xếp hình và thế nào được gọi là biện luận